về Ý Yên, Nam Định. Hai cái đích đâu vô nhau là... Hai cái này là về đâu anh? Cái Thanh Hóa, cái Ý Yên, Nam Định. Cái này về Ý Yên à? Ừ. Rồi. Giờ bắt đầu tiếng Anh tháo bớt. Để lên xe. Này vẫn là set full kin thôi. Em có từng quay video con này rồi. Rồi, chuẩn bị về. Rồi. Xe Thái Bình vô nhận nha các bác. Cái này đây bắt đầu lên máy, lên trước cái chiếc Ý Yên Nam Định mới đẹp nè. Quá ngon luôn á. Chụp tấm hình lưu niệm với bác chủ máy. 1, 2. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Con này đẹp đó nha các bác. Nè, xóa cái này ra nha các bác. Con này bán rồi nha. Mấy con kia còn cái 1843 là bán rồi, nó xói rồi. Mình đây chị ta bán luôn rồi đó. Em lên nhiều lên á. Rồi, trong lúc chờ đợi thì quay nó một chút chơi nha. Xong một em gọn gàng.
chủ máy Thành Quá đây, có lên tiếp được. Rồi máy nào ra máy đó nha.